Chào anh em. Không, hôm nay mình này gặp anh em thứ sáu, chào anh em buổi cả ngày vui vẻ nha. Không, chúc anh em cả ngày vui vẻ. Hôm nay mình có giới thiệu với anh em tới một chế tạo nước sôi ở trong đó nha anh em. Đây là một cái bọc ni lông mà mình đã đổ nước sẵn ở trong nha anh em. Và mình chéo lên nè. Đó. Và đây là kem đánh răng nha anh em. Để sao? Để mình chét lên, để mình đốt nó không bị chảy hay là không bị lụng bọc nha anh em. Và tiếp theo mình kiểm chứng cho anh em luôn. Đây là một gói mì, không? Một gói mì tôm. Đó. Là mình mua sự sẵn để chút nữa mình tốc nước sôi xong mình ăn nha anh em, không? Nói chung là khi tốc xong mình đổ ra mình ăn tại chỗ luôn cho anh em thấy nha, để kiểm chứng coi nếu mình làm có đúng hay không nha anh em. Sau cái chương trình này á, nếu mà anh em xem xong á thì mình có muốn giới thiệu cho anh em một cái kênh là Hiếu Vlog, Hiếu Gọn Vlog nha anh em, Hiếu Gọn Vlog. Và chút nữa mình có thể ghim cái kênh của ảnh xuống dưới kế kênh mình luôn nha. Anh em nào mà muốn nấu ăn ngon hay là muốn học cách thức nấu ăn về món này món kia thì liên hệ và xem ủng hộ kênh cho ảnh nha anh em. Còn bây giờ thì mình thực hành để mình chét kem đánh răng lên trên cái bọc ni lông để mình đốt lửa mình nấu nha anh em. Đây mình chét đều, chét quanh luôn ha. Đó, chét đều. Chét cho nó đều tay này kia. Đó. Tốn kém lên anh em, lên có gì ủng hộ mình nha. Làm cái clip này là gần hết một hộp đánh răng luôn rồi anh em. Hình như một hộp này cũng vì mấy chục ngàn anh đó. Anh em phải biết là kem đánh răng mình chà lên, mình sát lên để cho nó có thể chống được độ nóng nha anh em. Và nó sôi được nước sôi nha. Chúc tao ăn mày, không chưa gì ngửi rồi tao ăn mà, không đừng có giặt phần của tao chứ. chờ mình đi lấy đồ đốt nha. Sơn đốt xong cái này rồi lát chiều Sơn có hẹn mấy em tơ Sơn đi nhậu nữa nha cả nhà. Ê chủ kênh có lúc nào làm cháy nhà hết á anh em không? Tôi bây giờ mới quen được giờ tôi ở dưới Sài Gòn, bây giờ chủ kênh cứ phá hoài không à, còn làm gì tôi có dám vụ Mister ở đâu không? Mình được cái chung tình nha anh em, tôi là người chung tình mà. Lập nghiệp phương xa anh chỉ mong em hiểu anh à, chung tình lắm. Sẵn rồi à, vừa đốt à, trong thời gian mà đợi đốt á, Sơn hát cho anh em nghe một bài luôn. Bài gì? Muốn hát bài gì hát, bài gì Sơn thích nhất hát, nhạc trẻ hay nhạc đan hay là nhạc sến hay là nhạc chế gì cũng được. Giờ sao kỳ quá à, nhưng mà thôi à, theo yêu cầu anh em thì hát bài gì ta? Không à, hát bài à... Đấy anh em thấy đốt không cháy mà anh em đúng không? Không đốt không cháy. Chứ còn Sơn mà nói mà đốt mà cháy nãy giờ anh em chỉ cần đưa vô lửa cái là đã lụng bọc rồi nha anh em. Không, cũng hên quá, bận chưa lục nghề anh em. Cái này anh em biết sao mà Sơn làm từ từ, có nghĩa là để cho nó từ từ nó ấy không? Tại mình phải làm cho cái kem nó khô này xíu anh em. Rồi chút nữa mình mới để im một chỗ nha. Mà theo kinh nghiệm mà anh em biết là nó sẽ không bị lủng nha anh em, đúng không? Nếu mà lủng lại giờ nó lại giọt nước rồi nha, còn hên quá trời luôn, không? Giờ để mình xé nhiều giấy, không? Rồi mình tiếp tục mình ấy cho anh em, không? Rồi trước tiên lấu rồi mình phải xé bọc mì trước đã, không? Rồi cái chút nữa sôi cái
không đủ. Không mày ăn cơm luôn, ăn luôn. Chính xác là phục liền anh em. Không lệ. Vì sao lâu lâu mới làm lại được clip này thì mình phải làm sao? Mà lát lỡ mà cái bọc mà nó có xì nước ra thì nấu bếp ga ăn mì luôn nha. Chắc xì không được đâu anh em. Không, xì nó không được rồi. Mình phải làm trọn gói nha anh em. Không trọn gói chứ sao xì được. Video này mà hứa với anh em luôn, lỡ mà có xì nước mình vẫn đăng lên nha. Xì không xì vẫn đăng. Mà chắc chắn là không xì rồi anh em. Dù có thành công hay không thành công gì cũng là công sức bỏ ra. Cái đồ chống rung mình mua có 600 ngàn. Cái cây này nó dọn lắm nha cả nhà. Coi nó không có chống rung được gì đâu. Dọn lắm. Tay cầm giữ y nè, chứ mình tay mà lắc thì nó cũng lắc theo. Hay quá cả nhà ơi, vỗ tay nè. Những gì anh nói xin em hãy nghe. Nếu mà em có coi YouTube của anh thì hãy nghe những gì trong lời bài hát cũng là những gì anh muốn dành tặng cho em. Cái này theo mình nghĩ thì nó không bao giờ nó bị xì nước được. Nguyên một lớp kem đánh răng rất là dày luôn nha cả nhà nha. Nguyên một hộp kem mới. Bây giờ thì chỉ còn có nhiêu đây? Hơn nửa hộp rồi. 1/3 hộp luôn rồi. Xem ra ở trong đó mình nấu đại một nấu được một cái bịch nước về rất là khổ cực luôn á. Mà chi phí rất là cao. Tại vì hộp kem đánh răng nó tới mấy chục ngàn lận. Quan trọng tối uống nước trà anh em. Không, làm ngũ cốc uống, pha ngũ cốc uống hay là làm chè sôi nước hay gì đó anh em. Thì có nghĩa nhu cầu của mình không? Thì cả anh em nữa không? Thì mình chế biến để mình nấu cho nó sôi để mình ăn chín uống sôi nha anh em. Không, mà thực sự là ăn chín uống sôi được một bữa, nhưng mà những bữa khác mà chỉ ăn lạnh uống lạnh thôi nha. Bữa nào Sơn sẽ làm chè xô nước cho cả nhà ăn nha, cho cả nhà coi nha. Chè xô nước ở trong tù nha. Đó, Sơn bây giờ bắt đầu Sơn cho lửa nó lớn lên rồi đó nha. Chút nữa mình minh chứng cho anh em là mình kêu Tuấn Anh á thử đun tay xuống vào trong bịch nước coi đã nóng chưa nha anh em. Không, rồi nếu mà nóng rồi là mình pha mì ăn nha. Không, còn nếu mà mì nó không chín là do lỗi của mì nha, chứ không phải do là nước sôi nha. Ngọn lửa đang càng ngày càng lớn. Mà nước thì càng ngày càng lắm, càng nóng lên. Sơn thì đang ngồi, Sơn ngó. Nóng lè đi để nhanh tới bụng anh em ơi. Thì chứ sáng giờ vụ kênh có cho ăn cái gì đâu. Bây giờ để tranh thủ mà nấu nước sôi ăn mì nè anh em. Sáng giờ Sơn nó ngủ nó mới dậy luôn á nha cả nhà. Ngày nào nó cũng nằm tới 11 giờ trưa hết á.
Mình thì 4:30 là mình dậy rồi. Cái trễ lắm thì 5 giờ tới 5:30 6 giờ. Hồi trước mình cũng ngủ nướng như vậy á. Nói chung là từ ngày vợ mình đi tới giờ là ngày nào mình cũng thức sớm. Nói chung là đêm thì tầm bèo gì cũng phải 1 giờ thì mới đi ngủ. Nhưng mà sáng là 4 giờ mấy là bắt buộc phải thức rồi. Chứ làm YouTube này cũng vui lắm anh em. Sáng dậy á, cái mình cứ ôm cái điện thoại liền chụp vô coi có ai bình luận gì không, rồi được bao nhiêu lượt xem rồi. Bởi vậy cho nên nó cứ muốn đánh thôi thức để cho mình dậy á. Chứ thật sự là muốn ngủ nữa cũng không có được. Anh em thấy mình hôm nay làm như vậy có ý nghĩa cho anh em không ta? Nếu có ý nghĩa thì anh em ủng hộ và like kênh mình nhiều hơn nha, để mình có nhiều tiết mục chờ nhiều hơn cho anh em xem, đúng không? Còn Tuấn Anh thử sờ coi nóng chưa, để mình còn ăn mì để mình tiếp tục diễn tiết mục khác cho anh em coi, đúng không? Thì sau tiết mục này, đúng không? Anh em nếu ai yêu thích ủng hộ và like nhiều cho Sơn nha, đúng không? Mình tin chắc rằng á, những thành viên ở trong nhóm á, trong đội hay là 500 anh em của mình á, không sẽ lúc nào theo mình ủng hộ cho mình, đúng không anh em? Không, còn bây giờ thì giờ mình coi nóng chưa nha. Nóng chưa? Nóng rồi nha. Đó, đưa nóng rồi đó. Nóng rồi mà cái kem bánh răng nó cũng nóng nóng nha cả nhà nha. Rồi, tới giờ phỏng tay mẹ nó rồi. Phỏng là do cái lửa bên dưới nó tấp lên á, do mình đưa ngu á, đưa ngay cái ngọn lửa luôn nha. Giờ xin chào anh em, không chúc anh em bây giờ còn sơn ăn mì, không bây giờ là Tuấn Anh cho mình mượn con dao để mình cắt dây để mình lấy nước mình ăn mì nha. Đây, giờ mượn dao không có thì cho mượn kéo thôi. Giờ cái là phỏng tay luôn rồi. Ôi nước bốc khói luôn nha anh em. Có anh em thấy chưa nè, hơi dày đúng không? Đó, nóng quá anh em, không nóng quá. Còn bây giờ tới được khói luôn. Thôi anh em à, nãy giờ mới được chén mì nóng hổi không? Để mình xào lên cho anh em xem. Chín nha cả nhà nha. Quá ngon. Nhưng mà cái này nếu mà để sôi 100% thì nó không sôi được 100% đâu. Bật quạt lên cho nó đỡ chắc nóng anh em. Chắc nó nằm tầm 7-80. Bật quạt lên đỡ nóng nha. Nóng quá. Giờ thôi xin phép anh em nha. Mình ăn không? Đói lắm rồi. Sẵn giờ. Rồi bye bye anh em nha. Bye.